Chị một rất tốt rồi. Đó là chắc tốc độ nghĩa đó. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bóng chuyền học sinh. Đây là set đấu thứ hai, trận đối đầu giữa Tiến Đen và Thạch Đen. Phía bên đây hiện gồm có Thạch Đen, Bo Bình Phước, Nghĩa Đô, Chắc Khô và Hồng Cơ Bắp. Còn phía bên kia lưới thì có Thanh Thuyền, Hoài Thanh, Tiến Đen, Bình Minh và Phạm Tú Chuyên Hai. Và ở hiệp thi đấu thứ hai này thì cái chàng trai bên phía đội bóng Thạch Sơn sẽ đội phát bóng trước. Đây rồi, biến hai bên mất. Như vậy thì là bóng trong sân rồi. Hãy nhìn xem đi, một ngày thi đấu quá tuyệt vời của Bình Minh. Thực sự mà nói thì nếu như họ giữ được phong độ này thì họ đã không thua đội bóng Liên Minh Cảm Nhận ở trận đấu trước đó đâu. 1-0. Quá khó là những bóng văng tròn thật ơi. Một pha xử lý rất kinh nghiệm của Chắc Khô. Quá tuyệt vời tình huống xử lý vừa rồi. Tỷ số được quân bình 1-1. Bốn chừng một rất tốt rồi. Và đó là Bình Minh 2-1. Điểm 2-1. Bóng ra ngoài rồi. Điểm số được quân bình 2-2. Điểm số hiện tại là 3-2 như vậy bên Bình Minh. Phạt bóng không qua lưới. Tỷ số được quân bình 3-3. Quá gọn gàng tình huống tấn công của vị trí trung phong vừa rồi đến từ Hoài Thanh. Quá nhiều các mũi tấn công được triển khai rồi. 4-3. Vẫn là một kịch bản quân bình điểm số đến từ hai đội 4-4. Đây rồi, bóng đẩy theo vị trí của số 4, nhưng lần này thì Bo Bình Phước và Nghĩa Đô đã chắn bóng thành công. Thanh Thiên đã không thể chiến thắng hàng chắn đôi bên phía các giày của Thạch Sơn. Tình huống vừa rồi.
Như vậy thì đã có dấu hiệu xin hỏi kỹ thuật đến từ các chàng trai bên phía của công ty Ngọc Diệu Anh. Tỷ số hiện tại đang là 6-4. Lợi thế đang thuộc về các chàng trai áo đỏ đến từ đội bóng Thạch Sơn. Họ để thua hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Và nếu như để thua luôn hiệp thi đấu này thì chắc chắn rằng họ sẽ dừng lại thi đấu chúng ta ngày hôm nay. Bất kể đội nào để thua trong trận đấu này đều phải dừng lại cuộc chơi. Trận đấu quyết định ở bảng B. Quyền tự quyết chia đều cho cả hai đội, nhưng lúc này thì lợi thế đang thuộc về các chàng trai áo đỏ. Đây rồi. Và chúng ta đang nhìn thấy một tầm đánh rất cao của Bình Minh. Với một quỹ đạo như thế này thì việc bấm chắn thành công Bình Minh đang là một bài toán căng lời giải đến từ cái chàng trai của đội bóng Thạch Sơn. Năm sau tập trường một rất tốt đến từ vị trí của Chắc Khô. Thạch ơi, rất nhanh, và bây giờ tốc độ của Tiên Đen là không đủ rồi. Cú đẩy bóng tiếp theo của Thạch Đen đã chấm dứt tất cả. 7-5, kịch bản ngược lại hoàn toàn so với trận đấu đầu tiên. Người làm chủ tới trận bây giờ là các chiến binh áo đỏ đến từ đội bóng Thạch Sơn. Bấm chừng một quá tốt, Phạm Tú, Bình Minh, không được rồi Chắc ơi. Qua đăng tiếp tình huống phòng thủ vừa rồi. Sáu bảy. Để rồi Thạch ơi, tầm đánh là rất tốt, tình huống tấn công vừa rồi vẫn là một cái gì đó đẳng cấp đến từ vị trí ông vua Hội Lan một thời. Phạt bóng rất mạnh. Đây này, Bình Minh quá hay cho tình huống phòng thủ của Chắc Khô, vẫn không thể kết thúc. Nghĩa ơi, quá ư là tuyệt vời tình huống tổ chức phòng thủ tấn công vừa rồi. Chính sao, hãy nhìn đi, các chàng trai áo đỏ đang thi đấu rất nhiệt huyết. Đó là Chắc, tốc độ Nghĩa Đô. Trực đẳng cấp của Nghĩa Đô thì việc không theo chắn anh ta là một sai lầm thật sự. Sai lầm nào thì cũng phải trả giá mà thôi. Cú dứt điểm lạnh lùng của Nghĩa Đô đã mang về điểm số thứ 10 cho các chàng trai Thạch Sơn. 16. Và bây giờ cơ hội phản công. Đây này, bóng vẫn còn rồi. Không được rồi. Điểm số tiếp tục thuộc về các chàng trai đến từ đội bóng Thạch Sơn. 11-6. Đây mới là phong độ, đây mới là đẳng cấp của những lão tướng. Chúng ta hãy nhìn xem đi, các chiến binh đến từ mảnh đất Bình Phước đang vung vẩy tại sân bóng chuyền đó đây. Hey,
bóng ra ngoài 7-11. Đó vậy đỡ buồn ngủ. Anh đâu có ngủ đâu. Phạt bóng ra ngoài. Điểm số 12 dành cho cái thằng trai áo đỏ. 12-7. Rất khả năng trận đấu này sẽ bước qua hiệp thi đấu thứ 3 rồi. Chuyền một khá ổn. Đó là tình huống chuyền bóng loại đến từ cây chuyền ngay Phạm Tu. 13-7. Có vẻ như điều kiện thời tiết cộng với quả bóng bị ướt để khiến cho Phạm Tú không thể có một tình huống xử lý tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Phạt bóng không qua lưới của Chắc Khô. 8-13. Phạt bóng không qua lưới của Tiên Đen. 14-8. Đây rồi, và chiến thắng hiệp thi đấu thứ hai này thuộc về team của Thạch Sơn. Hai đội bước qua hiệp thi đấu thứ ba với 11 điểm mà thôi. Nơi mà sự tự tin, bình tĩnh, kinh nghiệm và tâm lý sẽ quyết định tất cả. Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai trong trận đấu này. Rồi xếp 3 nghe mọi người.